Chào mừng anh chị đến với kênh của xe đạp toàn cầu. Trong video này em giới thiệu tới anh chị xe đạp thể thao, xe đạp địa hình của hãng xe đạp Lai. Và đây là những chiếc xe đạp địa hình Lai Fit 1. Vâng, hãng xe đạp Lai là một hãng lớn rất nổi tiếng và sản xuất rất đủ chủng loại xe, từ xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp nam, xe đạp nữ, những chiếc xe đạp city bike hay những chiếc xe đạp gấp. Có rất nhiều cấu hình từ khung thép, khung nhôm, khung carbon và rất là nổi tiếng. Và Lai Fit 1, một chiếc xe đạp thể thao từ hãng xe đạp này rất đẳng cấp đây. Hiện Lai Fit 1 đang có 4 màu, đó là màu đen đỏ, màu đen vàng, màu đen xanh và màu QK. Và từng màu sắc em sẽ làm review chi tiết giới thiệu tới anh chị. Và ngay bây giờ cấu hình chi tiết của chiếc xe đạp địa hình Lai Fit 1 sẽ giới thiệu tới anh chị ngay sau đây. Xe đạp địa hình Lai Fit 1 có cấu hình full nhôm. Vâng, gồm khung nhôm, phô tăng tay lái, cọc yên nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm. Cơ bánh 26 inch và sử dụng bộ truyền động Shimano 24 tốc độ. Lai Fit 1 sử dụng nhôm cao cấp và hãng Lai rất nổi tiếng, sản xuất đủ chủng loại xe và có nhiều model, có nhiều cấu hình khác nhau, phục vụ nhiều nhu cầu, đảm bảo tất cả các nhu cầu của khách hàng người Việt được sử dụng chiếc xe đạp này chất lượng và tốt nhất. Khung nhôm xương tĩnh điện tem nước phuộc giảm sóc có khóa hành trình, phô tăng tay lái cọc yên nhôm. Vâng, tay lái của chiếc Fit 1 này làm hơi cong một chút, nhìn rất khỏe xe và chạy rất thoáng xe luôn. Cơ bánh bánh sử dụng cỡ bánh 26 inch với vành nhôm hai lớp lan hoa bằng thép, sử dụng cặp Meyer bằng nhôm Kaczynski, bi Meyer sử dụng bi bạc đạm, lốp sử dụng lốp CT 26 x 1.95, và gai lốp rất đều và chạy rất êm. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh đĩa cơ với đĩa phanh của hãng Clyde, củ phanh của hãng Calito. Bộ truyền động đang được trang bị cho chiếc Lai Fit 1 này sử dụng bộ truyền động Shimano với tay đề số Shimano. Tay đề đĩa có 3 số, điều khiển bộ đùi đĩa có 3 tầng đĩa, và tay đề lip có 8 số, điều khiển bộ lip có 8 tầng, một đĩa chạy với 8 lip tức là 24 tốc độ. Cùng với bộ đùi đĩa của hãng Rowil bằng nhôm, 3 đĩa cốt vuông, sử dụng đi bạc đạn rất chớ mà chớ nha. Trục trước, trục giữa, trục sau sử dụng đi bạc đạn cho chiếc xe đạp này chạy rất nhẹ. Gạt đĩa Shimano Touray, gạt lip Shimano Touray TI300, lip 8 tầng. Và xích sử dụng xích của hãng Bét, chai Bét. Xe được nhập khẩu nguyên thùng nguyên chiếc về từ Việt Nam thì được hãng Lai trang bị sẵn một bộ gọc bình nước, đèn phản quang trước sau, yên mút bọc da mềm, và chữ yên này rất êm. Đây là chiếc màu đen đỏ và ba màu còn lại em sẽ giới thiệu tới anh chị ngay sau đây. Màu thứ hai em giới thiệu tới anh chị đó là màu đen vàng. Lai Fit 1 full nhôm, cơ bánh 26 inch, bộ truyền động Shimano 24 tốc độ. Và cùng một màu đen thì có cấu hình giống nhau và chỉ khác nhau về màu tem, màu sơn. Lai Fit 1 rất nổi tiếng từ hãng xe đạp này. Màu thứ ba em giới thiệu tới anh chị Lai Fit 1 đó là màu đen xanh. Vâng, với xe đạp Lai thì đang có rất nhiều chủng loại xe cùng với nhiều kích cỡ, các cỡ bánh khác nhau, các model xe khác nhau, các cấu hình khác nhau, rất đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của người sử dụng Việt. Lai Fit 1 màu đen xanh. Màu thứ tư em giới thiệu tới anh chị Lai Fit 1 màu ghi cam. Vâng, màu ghi cam rất nổi bật, sắc sảo và tinh tế. Cấu hình full nhôm. Vâng, full nhôm cùng khung nhôm, phô tăng tay lái, cọc yên nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm. Đây là chiếc màu ghi cam Lai Fit 1 Victory.
Cơ bánh 26 inch chạy toàn bộ bằng hệ thống bi bọc đạn trục trước, trục giữa, trục sau cùng với bộ chuyển động Shimano. Bộ chuyển động cao cấp 24 tốc độ, xe chạy rất nhẹ. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Anh chị đừng quên đăng ký kênh Xe Đạp Toàn Cầu. Em sẽ liên tục giới thiệu và cập nhật tới anh chị nhiều sản phẩm mới từ Xe Đạp Toàn Cầu đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.